Hòa trong không khí thiêng liêng của mùa hiếu hạnh sáng ngày 27 tháng 8 năm 2023 nhằm ngày 12 tháng 7 âm lịch, Chư Tăng Chùa Bửu Thọ, xã Mông Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã trang nghiêm thành kính tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2567, Dương lịch 2023 và Dân Cúng Pháp Y Ca Mở đầu buổi lễ, các em đoàn sinh gia đình Phật tử Chùa Bửu Thọ đã thực hiện nghi thức dân hoa cúng dường, những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng tôn kính thay cho lời chúc mừng Khánh Tuế chưa tôn đức sau 3 tháng quý ngài an cư kiết hạ. Nghi thức cài hoa hồng một lần nữa nhắc nhở mọi người về lòng hiếu kính đối với cha mẹ. Nguyện cầu song thân hiện tiền được vui khỏe, hạnh phúc, cha mẹ đã quá vãng được siêu sinh tịnh độ. Nhân ngày vua Lan Báo Hiếu, Chùa Bửu Thọ còn trang nghiêm tổ chức lễ mừng thọ cho quý Phật tử tuổi Quý Mão 61 tuổi và tuổi Tân Mão 73 tuổi trong không khí thiêng liêng của buổi lễ quý phật tử chúc thọ thành kính đón nhận vòng hoa và bản chúc thọ thượng tọa thích minh hiệp trụ trì chùa bửu thọ đã gửi lời chúc đến quý phật tử được mừng thọ cũng như toàn thể quý phật tử đến tham dự đầu từ tại buổi lễ thượng tọa thích thường tấn phó trụ trì chùa bửu thọ trưởng ban tổ chức cũng đã nhắc nhở hàng phật tử phải luôn lấy hiếu hạnh làm đầu dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Phó Trụ Trì, quý Phật tử đã lắng lòng thanh tịnh thực hiện một phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ ơn sâu dày của hai đấng sinh thành. Tiếp đó, lễ dân Ikasa và cúng dường trai tăng được diễn ra trang nghiêm. Đại Đức Thích Pháp Trí, Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Đại Lao Chư Tôn Đức chứng minh, ban đầu tự đến hàng Phật tử cũng như gửi lời chúc tốt đẹp đến thân quyến, nguyện cầu cho chúng sanh thường an lạc, người người tinh tấn tu tập theo chánh Pháp. Sau đó, Chư Tôn Đức và Quý Phật tử nhất tâm trị tụng thời kinh Vua Lan báo hiếu.